Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ làm một cái clip lý thú chút xíu. Nội dung là chúng ta sẽ sử dụng những cái viên pin này, những viên pin 9V này để chúng ta nuôi cái mỏ hàng 220V. Bằng cách nào? Thì chỉ cần nói sơ các bạn có thể hình dung ra được rồi. Những bạn mà chỉ cần tìm hiểu về điện chút xíu là chúng ta cũng có thể làm được. Bằng cách chúng ta sẽ nối tiếp những cái viên pin 9V này lại với nhau. Đây mình sẽ lấy những viên mới luôn, một lốc này được 10 viên thì chúng ta sẽ được 90V rồi. 4 6 8 10. Đây 10 viên nữa thì tổng cộng chúng ta sẽ được 180V. Thêm 5 con nữa là chúng ta sẽ được khoảng 220V nữa. Đó. Bây giờ chỉ cần chúng ta nối tiếp lại cái đống này sẽ được 220V. Chúng ta sẽ thử coi chúng ta nuôi cái mỏ hàng này có được hay không. Đây, sử dụng hai cái sợi dây điện để chúng ta nối. Bây giờ bước đầu tiên là bóc bỏ những cái lớp vỏ này. Đây, sau khi bóc bỏ cái vỏ bọc ở ngoài thì chúng ta sẽ lộ ra những cái bản cực của viên pin. Giờ tiến hành ghép nối. Trước khi ghép nối thì để cái vỏ tay vô cho nó an toàn, tại vì cái điện áp này nó cũng trên 100V rồi. Mình ghép nào là đầy đủ thì nó có thể là 220V thì nó cũng khá là nguy hiểm. Chưa biết nó nguy hiểm cỡ nào, do là chưa có động, chưa có thử nên chưa biết nguy hiểm cỡ nào, mà chúng ta nên an toàn là trên hết. Bây giờ sẽ ghép vào. Giờ chúng ta sẽ quấn cái này vô ngay trong cái chân của phích cắm điện.
nói ra hai sợi dây điện rồi, để chắc phải kiếm một cái đầu này để gài vô cho nó chắc ăn. Mà trước tiên chúng ta ghép lại thử, chúng ta đo điện áp thử. Như xếp hình vậy đó mọi người. Xong, sau khi ghép khoảng 25 khối pin lại thì bây giờ cái khối này là nó khá nguy hiểm rồi. Để chúng ta sẽ đo áp nó thử. Ở đây một đầu dây điện thì mình đã quấn vô trong cái một cái chân của viên pin, còn cái chân còn lại đáng lẽ mình cũng sẽ quấn vô một cái viên pin còn lại ở đây, nhưng mà do cái đầu này là cái đầu tròn nên khó quấn đó, nên mình sẽ lấy một cái viên pin ở ngoài, mình sẽ quấn cái cực âm để mình gá vô trong cực dương này, nó đóng vai trò là một cái socket kết nối. Wow, bây giờ mình rờ vào là thấy màu hàng bắt đầu nóng quá. Không biết nó có đủ nhiệt độ để cho nó chảy không, chảy chì không. Lấy chì. Rồi nãy giờ mình chờ đợi thì trong cái quá trình mà chờ nó nóng thì mình thấy cái nhiệt độ của nó chỉ ổn định lại, và mình đo thử thì áp nó tuột chỉ còn 100 mấy mươi V à. Nên cái màu hàng chúng ta thì nó đã nóng rồi, nhưng mà để nóng chảy với chì thì nó không đủ nhiệt độ nóng chảy chì đâu. Để mình thử cho mọi người xem. Điện áp này cái dòng điện của nó không đủ nên làm cho cái viên pin chúng ta bây giờ nó đã tuột áp rồi.
cái dung lượng của viên pin này nó nhỏ. Đây, đây chỉ là một cái thí nghiệm vui nhỏ thôi. Cái mô hàng này mấy mươi watt. Trên mũi mô hàng nó bốc khói rồi. Thử chống chì và chạy. Ồ, bắt đầu chảy chì rồi mọi người. Wow, đây à. Đây nó bắt đầu chảy chì rồi đây. À. Phải đợi lâu chút xíu. Thôi. Thì thí nghiệm của chúng ta đã thành công. Là thí nghiệm vui thôi, chứ để hàng thì chắc nó không có gọi là kinh tế cái máy đâu. Hàng mà chờ đợi lâu vậy nó cũng mệt lắm. Không, chạy chì là vừa đủ để chạy chì thôi. Cái chì nó chạy chưa có ngon quá, không có nhanh. Tà tà rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy ra, chúng ta sẽ thử một chút xíu nữa. Bây giờ sau khi mà tháo cái hai sợi dây điện ra khỏi cái phích cắm điện của cái mỏ hàng rồi, chúng ta sẽ chạm thử xem cái lửa điện của cái nguồn này nó phát ra như thế nào. Nạc rất là yếu. Bây giờ mình đo áp thì nó chỉ còn khoảng là 200V à. Nó nạc rất là yếu ha, chứng tỏ là cái cường độ dòng điện của cái bộ pin này của chúng ta thì nó nhỏ quá. Rồi đây là một thí nghiệm vui thôi, để mọi người thấy được là biết đâu một cái lúc nào đó rơi vào cái hoàn cảnh mà chúng ta không có nguồn điện mà cần, mà hiện tại chỗ đó nó lại có những cái bộ pin 9V như thế này mà chúng ta muốn ứng dụng nó vào để giúp cho cái mục đích nhỏ nào đó, thì có thể là biết được cái tính thực dụng của cái ứng dụng này à, thì nó tạo ra một cái dòng điện tương đối nhỏ ở cái điện áp tùy biến. Nếu chúng ta ghép nhiều viên pin vô thì nó sẽ cho cái điện áp nó cao hơn. Và ở đây lúc nãy thì mình đã thử cái mỏ hàng 30W 40W chứ, mỏ hàng 40W thì nó sẽ có khả năng là làm chảy chì, có thể sử dụng được những cái công cụ khoảng 40W đó, nhưng mà chờ đợi nó khá lâu. Đó. Cảm ơn mọi người theo dõi.